Con biết thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ bảy ngày 9 tháng 4 năm 2016 Phật lịch 2559. Đề tài hôm nay: Giáo trình tăng chi Anguttara Nikaya chương 4 bốn pháp phẩm bánh xe bài 40. Uddhi sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi Hoan Hỷ giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin phát được đọc kinh lễ tam bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai Phật ứng cúng chánh trì minh hạnh túc thiền thệ thế gian giải vô thượng điều ngự nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đảnh Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chính hạnh gồm bốn đuôi tám vị đáng nhận lễ phẩm thần phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức pháp bảo, nguyện cầu uy đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại thì đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết tổn bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiện. Chư thiên đã phân giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, quý đức. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Mạ Giả, Nam mô Sơn Khai Giả. Con Mạch Ta Ban Nha thành tâm kính đảnh lễ thượng tọa Thủy Siêu vừa mới quang lâm đạo tràng. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng cùng quý chư tôn đức tăng. Con thành kính đảnh lễ quý bà quý cô và con kính mến chào quý cô chú bác anh chị em đang hiện diện tại đạo tràng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình tăng chi bộ Anguttara Nikaya hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt chương 4 bốn pháp phẩm bánh xe bài Uddhi. Giờ đây chúng con thành tâm kính đảnh lễ và cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi Hoan Hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Thưa quý vị, trước khi bởi vì mấy hôm nay bận việc thực ra không có rõ là có sự quán chuyển nào của Thượng tọa Thích Siêu với chư vị giảng sư, nhưng mà được thông báo là hôm nay Thượng tọa Thích Siêu sẽ giảng và Thượng tọa sẽ tiếp tục giảng phẩm hai pháp như mà thường giảng vào ngày thứ hai và thứ năm. Và hôm nay chúng ta chương hai pháp chúng ta sẽ tiếp tục giảng về phẩm hy vọng. Ở đây thì một lần nữa chúng ta sẽ đi qua những cái pháp mà có tất cách đối đại như cái có, cái không có, cái nên và không nên. Nhưng mà đặc biệt thì qua những pháp này, Đức Phật này cho chúng ta thấy rất là nhiều về sự khác biệt giữa những người sống ở trong cuộc đời này
như là chúng ta nói là người thỏa mãn và người làm cho người khác thỏa mãn, người cất chứa lợi nhuận và phung phí lợi nhuận, vân vân. Một vài chi pháp ở tại đây đặc biệt rất là quan trọng, như là chúng ta nói về hai pháp khiến cho tham sân khởi. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh vị sư, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay giảng dạy rộng rãi ý nghĩa của những chi pháp, tuy rằng rất là hàm súc, rất là ngắn gọn nhưng mà lại rất là quan trọng đối với chúng ta. Mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh. Nam mô Bụt Thầy Già, Nam mô Tham Ma Già, Nam mô Sang Ca Già. Lần nữa con thành tâm kính lĩnh lễ và tri ân thượng thoại chức đặng từ bi hoan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình tăng chi bộ Anguttara Nikaya hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chương 4, bốn pháp phẩm bánh xe. Nam mô Bụt Thầy Già, Nam mô Tham Ma Già, Nam mô Sang Ca Già. Con kính lãnh lễ chư tôn đức tăng hiện diện đạo tràng, kính chào quý đạo hữu thân thương. Sau đây con xin phép đọc chánh văn của bài học hôm nay. Giáo trình hôm nay là tăng chi bộ Anguttara Nikaya hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chương 2, hai pháp phẩm các hy vọng từ 1 đến 12. Nay hôm nay học câu 3, câu 4 và câu 5 do thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải. 3. Có hai hạng người này, này các tỷ kheo, khó tìm được ở đời, thế nào là hai? Người thỏa mãn. Máy con nó trục trặc chút. Người thỏa mãn và người làm người khác thỏa mãn. Hai hạng người này, này các tỷ kheo, khó tìm được ở đời. Có hai hạng người này, này các tỷ kheo, khó làm cho thỏa mãn, thế nào là hai? Người cất chứa các lợi dưỡng và người phung phí các lợi dưỡng. Hai hạng người này, này các tỷ kheo, là hai hạng người khó làm cho được thỏa mãn. Năm, có hai hạng người này, này các tỷ kheo, dễ làm thỏa mãn, thế nào là hai? Người không cất chứa các lợi dưỡng và người không phung dưỡng. Hai hạng người này, này các tỷ kheo, là hai hạng người dễ làm thỏa mãn ở này. Dạ, hôm nay chúng ta học tới đây hay là con đọc thêm? Con nghĩ rằng lát con sẽ đọc thêm. Bây giờ con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi quan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Già. Nam mô Bụt Thầy Già. Kính lễ Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào thượng tọa chức đẳng. Thân chào quý cô tu nữ và quý Phật tử. Thỉnh thoảng thì
chúng tôi vào rung, chúng tôi đọc một ngày rắc rối. Ngày hôm nay chúng tôi vừa giảng vi diệu pháp ở trong rừng pháp của kinh chuyên đề, thì nói đến vô ký sở duyên, tức là pháp vô ký sanh lên nhờ pháp vô ký. Chúng tôi giảng một giờ đồng hồ hơn đó, quý vị biết rồi, là chúng tôi không dám thở, thở mạnh thì sợ nó lạc mất cái chi pháp, cho nên chỉ thở nhẹ nhẹ thôi. Rồi bây giờ thì vào trong room Đức Phật Pháp của Thầy Tâm Á, bài học hôm nay nó cũng có vấn đề, có vấn đề rắc rối. Nó rắc rối ở chỗ là chúng ta sử dụng, nếu chúng ta giảng suông, chúng ta hãy cái từ đó dịch sao thì chúng ta giảng gì, thì nó lại có vấn đề là chúng ta sẽ đi lòng vòng. Nhưng mà nếu mà chúng ta dịch theo cái bản Pali và chú giải thì nó sẽ có cái sự khác biệt với cái bản dịch một chút. Cho nên hôm nay có lẽ là quý vị cũng nên cố gắng nghe, và kính mong Thượng Tọa Nhân Tản nghiên cứu và tiếp tục chia sẻ. Ở đây thưa quý vị, trong cái đoạn thứ ba, trong cái đoạn thứ ba cái đoạn này nguyên văn Pali về bê phi cơ quê phúc cơ la đô là pha lô cát ninh này, các tỳ kheo có hai hạng người khó tìm được ở đời, cơ tâm mê đuê thế nào là hai tiết tù chá tắp bề tà chá, đó là người tự làm cho mình quan hỷ và làm cho người khác quan hỷ. Nhưng mà ở đây thì trong cái bản dịch thì là người thỏa mãn và làm cho người khác thỏa mãn. Nếu mà chúng ta nói người thỏa người khác thỏa mãn đó, thì chúng ta sẽ khó có thể giải thích được. Hai hạng người khó tìm được ở đời đó là hai hạng người này. Bây giờ ở đây trong chú giải đó, thì giải thích như thế này nè: bất chi các phu thô chắc tha gạt tác sam cô chắc, khi na sở vu tiết tô nam á,
Atito Tanha Daso là khiếm khuyết, thiếu thốn nô lệ cho tham ái, là bởi vì chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta cũng cảm thấy thiếu, không bao giờ chúng ta biết thỏa mãn, là tại vì cái tâm phiền não, cái tâm phiền não khi mà phàm phu chúng ta sống còn bị phiền não, chúng ta được cái này chúng ta muốn thêm cái kia, cũng giống như là cái ông lão tiền phu đó, nhà nghèo quá phải vô rừng đóng củi cực khổ để mà nuôi mạng mà cũng không được, hai vợ chồng chỉ có tức liều tranh siêu vẹo. Một hôm ông ta đi vào rừng, ông ta vừa đóng củi mà ông ta vừa than thở khóc lóc. Lúc bây giờ một vị thần hiện ra hỏi sao lão khóc ông than thở vậy, hỏi bây giờ muốn làm sao, muốn nguyện cái gì? Thì ông lão cũng ông nói là bây giờ làm sao mà ở trong nhà có gạo củi mắm muối đầy đủ, vậy là cũng hạnh phúc rồi. Cho nên thần cũng thỏa mãn cho ông về nhà, thì ở trong nhà đầy đủ gạo củi mắm muối. Được một thời gian sau thì bà vợ của ông lão thực phu đó mới bàn với ông ta, bây giờ mình thì mình có đủ ăn rồi đó, nhưng mà bây giờ cái nhà còn siêu vẹo, phải làm sao mà có được. Ông lên rừng cũng xin, cũng ước làm sao có được căn nhà khang trang chút. Trong lão lên rừng cũng khóc lóc nữa, thần hiện ra thưởng cho thỏa mãn về có ngôi nhà xinh đẹp, có đầy đủ tiện nghi. Về được thời gian sau, cái bà lão bà nói với ông lão là bây giờ nhà mình thì cũng khá giả rồi, nhưng mà bây giờ luôn luôn bị làn nước hiếp đáp đánh thuế má, bây giờ phải làm sao mình xin, ông ước cao xin cho nhà mình có quyền chức một chút quan viện cũng được. Thì lúc đó ông lão sinh, ông sinh thì cũng cái gì ông vua ông đi ngang đó, đi ngang nhà bé vô uống nước. Thì lúc bây giờ ông vua thấy ông lão này cũng hiền lành, cũng tốt bụng, rồi ông cũng nhớ ơn sẵn quan viện ở trong trong cái viện đó mới vừa thất sủng còn đủ trống, cho nên ông vua cất nhắc lên đang khi không vậy được cái dịp mai làm quan viện thôi. Nhưng mà làm quan viện thời gian thì ông thì bà viện bà mới nói với ông quan viện là bây giờ tôi muốn làm hoàng hậu, cho nên ông phải lên làm vua mới được. Thì bắt đầu ông lão ông quan viện đó lên rừng gặp ông vị thần, vị thần nói là vợ chồng ngươi đòi hỏi quá đáng, ngươi sẽ không có cái gì cả. Rồi ông trở về thì vẫn với cái túp liều siêu vẹo và thiếu thốn. Ở đây thưa quý vị, một cái câu chuyện có thể có lẽ là câu đó là câu chuyện cổ tích, nhưng mà cũng đã nói lên một phần về cái tâm của kẻ phàm phu chúng ta. Khi mà chúng ta sống với phiền não tham sân si mạn nghi tà kiến, thì lúc không có lúc nào mà chúng ta cảm thấy là chúng ta
thỏa mãn chúng ta vừa đủ hết. Chỉ khi nào mà chúng ta trở thành một bậc giải thoát, một bậc đoạn trừ được lòng hoặc phiền não đó, thì lúc bây giờ mới không có, chúng ta mới không có tình trạng được. Và như vậy thì ở đây có hai hạng tức là cái hạng người tự mình biết thỏa mãn, tức là biết vừa phải, tức là sau khi chứng đạt được quả giải thoát thì sanh biết, sanh đã tận, phận hành đã thành, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Thì đó là chỉ cho chư Phật độc giác và các vị A-la-hán thinh văn. Đây là cái hạng người khó tìm thứ nhất. Cái hạng người khó tìm thứ hai đó là chỉ cho Tathāgata A-la-hán Samma-sambuddho, là chỉ cho bậc Đức Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Bởi vì Đức Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác đó, ngài là hạng người tích tô chát tắp bê tà chát, tức là hạng người tự mình không có cảm thấy thiếu thốn, tức là sau khi ngài đã đắc quả giải thoát rồi thì lúc đó đắc a la hán chánh đẳng giác như cội cây bồ đề đó, thì lúc bây giờ tâm của ngài được an nhiên tự tại. Mà ngài cũng là người giúp cho người khác có cái sự an nhiên tự tại, tức là chính ngài bắt đầu kể từ khi chuyển pháp luân tại vườn Lộc Uyển cho đến bây giờ phút cuối cùng của cuộc đời, khi ngài ở tại Kusinara dưới cây sông Long Thọ, ngài cũng đã tiếp độ cho du sĩ Sumbhadra trở thành một vị A-la-hán. Thì đối với vị chánh đẳng chánh giác, tự ngài là người đã làm cho mình tự tại. Ở đây cái chữ tích tô nó khó dịch lắm thưa quý vị. Cái chữ tích tô ở đây đó, chúng ta chỉ biết xài trong cái nghĩa theo trong chú giải. Bởi vì cái chữ tích tô nó từ cái động, nó là quá khứ từ của động từ tapati, tức là vừa lòng, tuệ, thỏa mãn. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là chúng sanh ở trong đời này không bao giờ biết bằng lòng, không bao giờ biết bằng lòng, biết tuệ. Bởi vì do cái dục tham đã chi phối, còn nói chi là làm cho người khác đạt đến cái trạng thái bằng lòng, tuệ, tự tại thì càng khó nữa. Đức Phật độc giác, ngài sau khi chứng đắc được quả vị độc giác rồi thì ngài sống vô tư tự tại, không có
dục tham không có ham muốn, ngài không có ham muốn cái gì nữa ở trên đời này. Nhưng mà ngài không thể, ngài hướng dẫn, dắt dẫn cho người khác, thuyết dạy cho người khác đạt đến trạng thái quả vị giải thoát đó. Vì A-la-hán tinh văn thì các ngài có thể hướng dẫn người khác, nhưng mà cái khả năng đó chỉ có một phần đối với một số vị A-la-hán mà thôi. Còn những đa phần các vị A-la-hán tinh văn đó, thì các vị lại không có duyên tiếp độ chúng sanh, thì cũng được xem như là hạng người chỉ là tích tô bút lô thôi, tức là người tự mình đã đạt đến tuổi ngài không còn đòi hỏi, không còn cảm thấy thiếu thốn cái này cái kia nữa. Mắt kẻ phàm phu chúng ta mắt nhìn cảnh sắc không bao giờ biết tuổi thỏa mãn, nhìn hoài suốt cả đời chúng ta, nghe hoài không biết chán, ngửi hoài không biết chán, ăn vật thực nếm hoài không biết chán, thì lúc nào cũng cảm thấy thiếu. Xúc chạm suy nghĩ quý vị. Còn đối với bậc A-la-hán thì đối với các ngài gánh nặng đã đặt xuống, việc nên làm đã làm, thân này đây ngài chỉ đi khất thực và để lui mạng vừa đủ cho sống qua ngày, chờ đến đúng thời mà viên tịch thu. Chứ các ngài không có đòi hỏi, các ngài không có đi tìm kiếm đi tầm cầu nữa, cho nên các ngài được gọi là bậc tích tu. Bậc tích tu là bậc đã tuẩy. Chư Phật độc giác và các vị A-la-hán tinh văn được gọi là bậc đã tuẩy. Còn đối riêng về Đức Phật đó, thì ngài vừa là đã tuẩy cho bản thân mình, mà cũng vừa là cái vị làm cho chúng sinh khác được sống tuẩy, tức là ngài thuyết pháp, ngài hướng dẫn cho cái phương pháp tu tập. Cho nên những chúng sinh khác nhờ Đức Phật thuyết giảng giáo pháp, nghe theo đó tu tập mà trở thành vị A-la-hán tinh văn. Thì do vậy cho nên đối với Đức Phật chánh đẳng chánh giác, đối với chánh đẳng giác được xem là người có tiền ở đời. Vị A-la-hán tinh văn hay là Đức Phật đồng giác cũng là người khó tìm ở đời. Bởi vì nói chung, tức là những bậc lậu tận giải thoát, những bậc đó là khó tìm ở đời, đâu phải chuyện dễ. Mặc dù trong bài kinh, trong kinh Đại Bát Niết Bàn, khi mà Đức Phật này thuyết pháp cho du sĩ Suppada này có nói, mặc dù ngài nói nghe thì chúng ta nghe thì dễ quá, nhưng mà khó làm lắm thưa quý vị. Ngài nói rằng có pháp nào có bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng, thì trong giáo pháp ấy có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, sa môn. Và bất luận trong cái thời gian nào, còn hễ có người thực hành theo bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng, chánh thức tâm, chánh niệm, chánh định, thì trong cái thời gian đó thế gian không có vắng bóng vị A-la-hán. Mặc dù nói như vậy nhưng mà sự thực hành bắt đầu cũng không phải là chuyện đơn giản thưa quý vị, không phải là chuyện đơn giản. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng là để làm một con người tự tại, luôn luôn sống tuổi, không phải là chuyện dễ. Mà càng không dễ nữa
là một người có thể tiếp độ cho chúng sanh khác đạt được cái tâm thái tuệ, tức là giải thoát khỏi phiền não. Cái chuyện nó khó nữa. Cho nên đó là hai hạng người có tiền ở đời. Bây giờ chúng ta nói đến cái đoạn cái tiếp rồi đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư, trời, đoạn thứ tư này còn rắc rối hơn đoạn trước rồi thưa quý vị. Cái bản dịch của chúng ta có hai hạng người này này các thầy kheo khó làm cho thỏa mãn. Ai làm cho thỏa mãn ai thì chúng ta chưa biết. Thế nào là hai người có chứa các lợi dưỡng và người phung phí các lợi dưỡng? Hai hạng người này này các thầy kheo là hai hạng người khó làm cho thỏa mãn. Ở trong văn Pali thì đuôi mi khí khu vi phúc cà la đuôi tóc và da, đuôi tóc và da, tóc và da ở đây đó, chúng ta phải hiểu là tóc bề tí ê a giá, thay vì tóc bề tí tóc và da tí cũng được, cho nên ở đây chỉ lấy căn đó tóc và da, tóc và da tập về tí. Thế mà chúng ta gặp á giá thì chúng ta phải hiểu lúc như cái chữ ê tí vậy đó. Còn chữ đúng có nghĩa là khó, khó. Ở đây hai người đó là như thế nào? Dù cho là thằng là thằng, ở đây gọi là cất chứa lợi dưỡng. Lấy cho thì alo, dạ, dạ, dạ được được, mình mua cho tăng đi, mua cho lớp đi, dạ dạ, dạ thanh tịnh đạo, dạ thanh tịnh đạo của ni sư Trí Hải.
Thế tòa thầy sư, thầy tòa có nghe được không? Ở trong room không còn nghe được. Xin thỉnh thưa tòa thầy sư qua cái cầm biết lại. Xin lỗi vì ở trường gọi chúng tôi có cái việc quan trọng cho nên chúng tôi phải tiếp điện thoại. Bây giờ thì chúng ta trở lại với hai hạng người. Ở đây trong hai hạng người này đó, được gọi là hạng người không có thỏa mãn. Thế nào là hạng người không có thỏa mãn được? Cái này không thỏa mãn ở đây được giải thích không làm cho thỏa mãn là như lút tóc bây giờ thí đa và kỳ ná. Đa và kỳ ná lút tóc bây giờ tóc bây tùm ná xuất ra. Chữ không làm thỏa mãn ở đây tức là đối với thí chủ, tức là cái người cho, có hai hạng người mà mình không có làm cho người khác thỏa mãn được không dễ. Giữa tóc bê tông ná xúc ra là không dễ làm cho thỏa mãn. Thứ nhất là cái người mà có chứa những gì có được, đối với người hàng người mà cái gì cũng bo các chữ, thì người đó dầu cho mình có cho họ bao nhiêu đi nữa thì cũng không làm cho họ thỏa mãn được, bởi lúc nào họ cũng muốn gom. Chúng tôi nhớ hồi xưa đó, lúc đó ở bên chùa Sư Lý chúng tôi ở cái nhà ở phía trước, cái nhà họ rất là kỹ tính, họ rất là kêu kiết, cái gì họ cũng gom cũng cất. Người ta nói là của mình thì cất giữ bo. Quý vị biết là thậm chí con chó mà họ nuôi trong nhà
không biết là nó bị ảnh hưởng thì đó. Cứ sáng hoặc là trưa, hồi đó ở chùa mình còn phơi củi, phơi với vỏ dừa để mà làm củi đốt, nấu cơm. Con chó nó qua, nó lén lén không thấy ai, cái nó bắt đầu thai về, thai về nhà của nó. Cho nên cái hạng người mà mình không làm cho họ được thỏa mãn, tức là người mà họ chỉ bò bò cất giữ những cái gì mà họ có được. Còn cái hạng người thứ hai đó, mà mình không có thể làm, mình không dễ gì làm cho họ thỏa mãn được, tức là hạng người phung phí. Khi hạng người họ sống, họ phung phí tài sản. Thí dụ như cha mẹ mà gặp những đứa con mà nó tiêu xài phung phí, thì cha mẹ có cung cấp cho nó cỡ nào đi nữa thì không bao giờ nó biết thỏa mãn, không bao giờ biết thỏa mãn. Lúc nào nó cũng muốn có thêm nữa để nó xài. Thì ở đây chúng ta nghe, chúng ta thấy Đức Phật này rất là tâm lý, ngài hiểu được cái tâm địa của chúng sanh đó. Hạng người khó làm cho họ thỏa mãn được. Thì như chúng ta thấy hai hạng người này đối lập với nhau, vậy mà Đức Phật nói đó là hai hạng người khó làm cho thỏa mãn. Một là người bò bò cất giữ cái mà họ có được là thật. Còn hạng người thứ hai là phung phí cái mà mình có được, tức là phung phí tiền bạc tài sản vân vân. Thì một người thì cất, còn một người thì tiêu xài, cất giữ và tiêu xài. Thì hai người đó mình không thể nào mình làm cho họ thỏa mãn được đâu. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta hiểu được cái điều này là chúng ta muốn tránh được đó. Là làm sao chúng ta phải là người sống biết xài đúng chỗ. Cái việc đáng xài thì chúng ta vẫn phải xài, mà cái việc không đáng xài thì chúng ta không cần phải xài thì chúng ta không xài. Làm như vậy đó để chúng ta đừng có chất chứa. Nếu mà chúng ta chất chứa nhiều thì như vậy nó sẽ làm cho chúng ta rơi vào cái hạng người thứ nhất. Và cái trường hợp thứ hai đó là chúng ta phải biết xài lúc đáng xài, hay nói cách khác tức là chúng ta phải có cái đời sống thăng bằng. Nhưng gọi chúng ta gọi là Sama-a-chi-wa. Sama-a-chi-wa tức là
cái sự lưu sống thăng bằng hay là quân bình. Điều này Đức Phật Ngài đã thuyết cho thanh niên đi khách tranh nút nghe nói về bốn pháp lợi ích hiện tại của người cư sĩ, thì trong đó có điều sống đời sống thăng bằng, nghĩa là không có hoang phí nhưng mà cũng không có keo kiết. Bởi vì chúng ta cứ keo kiết bo bo cái chữ mà chúng ta không dám cho ai hết, không dám xả ra, cũng giống như là chúng ta có cái giếng nước mà chúng ta cứ đậy nắp giếng lại thì chúng ta khóa lại không có cho ai xài, thì cái giếng đó nước đến chừng đó cái mũi nước lâu ngày nó sẽ bị lấp và nó sẽ không có dâng lên cao nữa, bởi vì nó đã đầy đến chừng đó thì thôi. Thì như vậy nước ở trong cái giếng đó lâu ngày nó sẽ trở nên bẩn, rong rêu, đúng rong rêu, bởi vì nó có chừng đó nước, nó không có, nó không có thêm được, không đổi được. Chúng ta phải sống làm sao cũng giống như cái giếng nước, chúng ta cứ mở nắp giếng để cho mọi người ở trong làng họ cần sử dụng nước thì họ đến mà họ kéo nước lên họ xài. Hãy giếng nó vừa cạn thì các cái mọi nước, bởi vì các cái mọi nước luôn luôn là nó chảy xuống chỗ thấp, thì cái chỗ nước mà được lấy đi trống rồi đó thì bây giờ mọi nước nó phun tràn trở lại, và do đó cái giếng nước nào cũng là nước sạch trong. Người tu tập như người Phật tử chúng ta cũng vậy, chúng ta có tài sản chúng ta bo bo cất giữ, chúng ta không tạo thêm được cái công đức nào thì như vậy thì cái mỗi nước tức là cái nguồn công đức mà nó phát sinh tài sản không có. Nhưng mà chúng ta cũng đừng có hoang phí quá, bởi vì Đức Phật đã dạy rằng nếu một người thu nhập thì ít nhưng mà xài tiêu ra chuyện này chuyện kia nhiều thì họ sẽ ngồi ăn đến đuối cũng phải lỡ. Cho nên ở đây đó, làm sao chúng ta tránh được, đừng làm hai người đó. Một người thì bo bo cất giữ, còn một người tiêu pha quan phí, thì hai người đó là hai người chúng ta khó làm cho thỏa mãn. Thì cái cách mà chúng ta sống là chúng ta sống sống an chi quá hay là sống thăng bằng, nghĩa là không quá, không quan phí tiêu pha, nhưng mà cũng không dám keo kiết bụng sinh. Thì như vậy chúng ta sẽ được an lạc. Thì ở đây quý vị, lẽ ra hôm nay thì chúng tôi muốn giảng thêm cho đến cái đoạn số 5. Nhưng mà một là đã hết cái thời gian, và thứ hai nữa là hôm nay chúng tôi phải chịu hai lớp rừng Phật Cú và rừng Phật Pháp này, cho nên giờ này chúng tôi cũng thấm mệt rồi, nên chúng tôi chỉ thuyết hai đoạn thôi, và đoạn số 5 chúng ta để dành lại cho cái ngày thứ hai. Ngày thứ hai tới khi của chúng tôi thì chúng ta sẽ giảng tiếp. Bây giờ thì xin được kết thúc bài giảng hôm nay ở đây. Kính chư Phước, đến chư Tôn Đức,
quý tôn nữ và chư Phật tử chúng ta hãy là người sống được an lành theo Phật pháp. Tiếp theo sẽ là giờ thảo luận kính không thể thường tội giác đảm quan hỷ điều hợp cho cái phần thảo luận. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ cái trường Trường Tổ Tử Siêu Bạch Chư Công Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Hiện giờ thì ở trong room chỉ có chúng tôi, ngoài Thượng Tọa Tự Siêu là có Đại Đức Pháp Tấn là chúng tôi ba vị, và Thượng Tọa Tự Siêu mà có lẽ để Thượng Tọa Tự Siêu đi nghỉ. Chúng tôi sẽ có vài trao đổi với Đại Đức Pháp Tấn, khi nào chuẩn bị giảng sư khác vào thì chúng ta sẽ đi xa hơn. Đại Đức Pháp Tấn, không biết Đại Đức Pháp Tấn có bạn ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tấn, thì Đại Đức Pháp Tấn hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 1. Đại Đức Pháp Tấn, chúng ta thấy trong bài học ngày hôm nay đặc biệt nói về sự thỏa mãn và sự không thỏa mãn. Theo Đại Đức Pháp Tấn, ở cái mức độ nào thì hai điều này là ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta? Thấy chăng cả sự truy cầu, đời sống, cả hướng đi của chúng ta nó đều dựa trên cái thỏa mãn và không thỏa mãn. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tấn. Nam mô Bổn Thầy. Quý vị có nghe lành. Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Bồ Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Cần Tổng cùng Chư Tôn Đức Tăng. Ngày hôm qua thì đường nét nó lại rất là tốt. Ngày hôm nay thì đường nét không có, nó bị trục trặc. Do đó chúng tôi phải chạy ra bên ngoài, xài wifi kẽ của hàng xóm. Do vậy nên tín hiệu có lúc trục trặc. Còn Sư Tăng hoan hỷ xin quý tu nữ Phật tử cũng hoan hỷ cho chúng tôi. Và đối với cái bài học ngày hôm nay thì đối với chúng con thì chúng con rất là nói chung là rất là thích cái bài học này. Tại vì có một lần chúng con cũng được giảng cái bài này, và cũng đã mới đầu đọc vào thì không có hiểu gì mấy. Thí dụ như là không bao giờ mà thỏa mãn với lợi dưỡng. Nhưng mà khi mà coi lại ở trong kinh thì không thỏa mãn với lợi lộc, là cái sự chất chứa lợi lộc không thỏa mãn, rồi cái sự phung phí lợi lộc không thỏa mãn. Và thành ra những cái bài này thì nó phải nói rằng là nó ảnh hưởng rất là nhiều đối với cái đời sống tu tập hoặc là cái đời sống bên ngoài của những người cư sĩ cũng vậy. Bây giờ thì ở trong cái câu thảo luận số 1 đó, hỏi rằng là sự thỏa mãn và không thỏa mãn ảnh hưởng thế nào đối với đời sống của chúng ta. Thì kính thưa quý vị, hai cái điều này sẽ ảnh hưởng rất là lớn ở trong cuộc đời của những chúng sanh còn phàm phu. Thứ nhất, nếu á mà mình không thỏa mãn, nếu mà mình không thỏa mãn thì quý vị thấy rằng là chúng ta sẽ cứ tìm những cái lạc thú của thế gian, hoặc là chúng ta cứ tìm những cái lợi lộc
là phải nói rằng là cũng như quý vị thấy rằng có những vị vua đất đai bờ cõi rất là rộng rồi, rồi người hầu người hạ rất là nhiều, nhưng mà cũng chưa có thỏa mãn nữa. Hãy mà nghe nói rằng là có một đất nước nào mà có nhiều cái tài sản hoặc là nhiều cái khoáng sản vân vân, thì đức vua đã cảm thấy được là xô quân đem đánh. Hoặc là quý vị thấy rằng ở trong thời nay cũng vậy, có những người họ có tài sản rồi, có phải nói rằng rất là nhiều rồi, ở cũng như ở Việt Nam quý vị thấy rằng có những người, người ta phải nói rằng cái số tiền của người ta có rất là nhiều. Nếu mà tính ra ở trong cái thời nay, nhiều khi mà họ ở không, họ xài tới già tới chết cũng chưa có hết cái số tài sản đó. Nhưng mà họ vẫn môi móc, họ vẫn vơ vét, vẫn kiếm thêm bằng có khi là hợp pháp, có khi bất hợp pháp, họ cũng làm những cái điều đó. Thì thật sự ra đó, quý vị thấy rằng là cái con người chúng ta nó vốn dĩ là nó do cái tham nó thúc đẩy. Thành ra nếu mà hỏi về cái sự không thỏa mãn á, nó ảnh hưởng về cái đời sống này hay không, nó ảnh hưởng rất là nhiều quý vị. Chúng ta mà không thỏa mãn đối với những gì mà chúng ta có đó, mà chúng ta cứ khao khát, chúng ta cứ thèm khát, và chúng ta tìm thêm, rồi cuối cùng có khi chúng ta sẽ tạo những cái nghiệp bất thiện, hoặc là có khi chúng ta sẽ rơi vào những cái bất thiện pháp lúc nào chúng ta không hay. Rồi chưa nói rằng là mình bỏ quên cái đời sống tâm linh, có nghĩa là bỏ quên về cái sự tu tập. Thành ra chính vì cái điều này là quý vị thấy rằng một, ví dụ như là một người, ví dụ như quý vị thấy rằng là một người ở chúng tôi theo dõi ở những cái tin tức của những cái đài nước ngoài, thí dụ như người ta nói rằng là cái số người mà online, cái số người mà theo dõi Facebook, đăng trên Facebook, Việt Nam là đông nhất. Còn trước kia thì khi mà vào Banh Thoát thì quý vị thấy rằng Việt Nam là đông nhất, cái gì Việt Nam cũng nhất hết. Thật sự ra nó, hoặc là ở trong cái những cái nhà mà người ta nghiên cứu về du học sinh, thì quý vị thấy rằng du học sinh ở Việt Nam đi ra nước ngoài du học cũng rất là nhiều, nhưng mà có cái số đông và cái ước mơ thì nhiều thôi, chứ cái chất lượng thì không có. Trong những ngày trước tôi nghe những cái đài ở Hoa Kỳ người ta nói, nhiều khi mình thấy cũng phải nói rằng rất là có cái sự mặc cảm đối với cái thanh thiếu niên ở Việt Nam thời nay, thì ước mơ nhiều hơn là cái sự nỗ lực. Có nghĩa là chỉ có ngồi ở đó để mà ước mơ thôi, còn cái sự nỗ lực thì rất là chậm. Là tại sao? Là tại vì mãi mê theo những cái mốt thời gian. Phải nói rằng là cái người Việt Nam hình như là đến ngày nay là cái người Việt Nam mình là người đẹp nhất, và người tiêu thụ những cái thành tựu của khoa học rất là nhiều. Mà quý vị thấy rằng thường thường thì những cái điều đó nó không bao giờ mà chúng ta thỏa mãn. Đối với những bộ quần áo thời trang, đối với những đôi giày, đôi dép, hoặc là đối với những cái chai nước hoa, v.v. thì mình đã bị tham đắm vào đó rồi á, thì mình sẽ không thỏa mãn. Mà hãy mà mình ảnh hưởng thì nó rất là ảnh hưởng, quý vị. Chúng ta quên đi những cái sự mà tìm tòi học hỏi để phát minh ra cái này, hoặc là phát minh ra cái kia, hoặc là làm cho cái cuộc đời của chúng ta nó tốt hơn, hoặc là tốt hơn nữa là chúng ta mà sẽ quay về với cái đời sống tâm linh đó. Thành ra khi mà một người mà không có nghĩ về những cái điều này, mà mãi mê hoặc là khao khát hoặc là đắm đuối với những cái lời lọc vân vân, thì cái người đó sẽ ảnh hưởng rất là mạnh đến cái đời sống, có nghĩa là không biết tạo công đức phước báo.
không biết lo cho cái tương lai của mình mà càng ngày càng đắm chìm ở trong những cái dục lạc. Còn đối với một người mà biết thỏa mãn thì quý vị thấy rằng là người này sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống cộng đồng rất là nhiều. Trong những ngày gần đây chúng tôi đọc có những lời người ta nói cũng nghe cũng rất là hay quý vị. Người ta nói rằng là đối với cái thế kỷ 21 này, mình mà vượt trội hơn nhiều người thì chuyện đó là tầm thường. Đối với thế kỷ 21 này, chúng ta mà vượt trội hơn mọi người là cái chuyện đó là tầm thường. Đối với thế kỷ 21 này, nếu mà chúng ta giúp đỡ được mọi người, chúng ta giúp đỡ, chúng ta đem đến cái sự an vui, đem đến cái sự ấm no cho được nhiều người thì mới đúng là anh hùng của thế kỷ 21. Đó, chúng tôi cũng cảm ơn những có những người người ta dịch từ những cái câu tiếng Anh để mà người ta đưa lên ở những cái trang mạng đó, thì mình nghe cũng rất là hay quý vị. Thật sự ra bây giờ mà mình hơn người thì cái chuyện đó nó rất là bình thường đối với thế kỷ 21 này. Mà nếu mà mình đem đến cái sự an vui cho nhiều người, đem đến cái sự an lạc, hoặc là mình giúp đỡ được nhiều người thì mới gọi là cái anh hùng của thế kỷ 21 này. Thành ra chúng tôi muốn nói rằng là một người mà biết vừa lòng, biết thỏa mãn với những gì mình có, thì cái người này sẽ có cái cơ hội để mà giúp đỡ được nhiều người. Trước nhất là bản thân của mình, trước nhất là bản thân của người đó biết cái sự mà biết đủ, có nghĩa là giống như là chúng tôi tạm dùng cái chữ như là tiết kiệm ở đây, tiết kiệm ở đây thì mình để lại cái phần đó mình có thể làm được những cái công việc từ thiện, hoặc là những cái công đức, hoặc là đối với tài vật cũng vậy, đối với thời gian cũng vậy. Nhiều khi chúng ta biết vận dụng thời gian, biết chặn đứng cái thời gian lại, thì chúng ta sẽ dùng cái thời gian, hoặc là chúng ta dùng cái công những cái tài vật mà chúng ta có để mà chúng ta đem đến cái sự an vui cho mọi người. Thì một người mà muốn làm được cái điều này thì cái người đó phải có cái sự biết đủ quý vị, có nghĩa là chúng ta phải biết vừa chừng, có chừng mực với cái đời sống của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới làm được những cái chuyện thiện, hoặc là chúng ta mới nghiên cứu, hoặc là chúng ta mới phát minh được cái điều này điều kia. Thì những cái cách làm này sẽ ảnh hưởng đến mọi người rất là nhiều, ảnh hưởng đến đời sống rất là nhiều, có nghĩa là chúng ta sẽ đem lại lợi lạc, đem lại sự an vui cho người này người kia ở gần hoặc là ở xa. Đây là những cái ý của con xin được đóng góp qua câu thảo luận thứ nhất của Thượng Tọa Nhất Đẳng vừa nêu. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thà Dạ. Sa thủ cái chuyện để đi phát tính. Thưa quý vị, có một từ vựng mà trong Phật học chúng ta nói đến rất là nhiều, nhưng mà đặc biệt rất là khó dịch, đó là chữ đúc khả. Chúng ta thì dịch là khổ, nhưng mà chữ khổ của chúng ta đó, nó chỉ nói đến một cái trạng thái. Ví dụ như mình thiếu thốn thiệt bạc, hay là mình bị mất người thân, hay là ai nói gì làm cho mình buồn, gọi là khổ. Nhưng mà chữ đúc khá nó còn có một cái ý nghĩa khác, là ví dụ như là
đời sống của mình không có cái gì làm cho mình mãn nguyện được hết, không có làm gì làm mình thỏa mãn được hết. Như trường hợp là vì nào mà thức ăn một bữa ăn mặn quá rồi khát nước, khát nước rồi cứ uống nước hoài, uống bao nhiêu cũng đã khát, uống no bụng cũng đã khát. Có nhiều khi người ở miền quê họ dùng chữ là uống bể luôn á, uống bể luôn tức là từ nước thì uống không luôn, uống mà thỏa mãn được. Thì một cái thí dụ khác là giống như mình ngứa mình nghĩ mình gãi là đã ngứa, nhưng mà càng gãi thì nó càng ngứa, gãi hoài nó không hết ngứa, cái đã ngứa nó không thể đạt đến cái đích điểm mà cô được, càng gãi thì càng ngứa thôi, ví dụ như vậy. Thì đó là ý nghĩa chi đúc khác. Ở trong tiếng Anh dịch là unsatisfactory là không có thỏa mãn hay là bất toại, bất toàn. Quý Phật tử nghe không được à? Xin lỗi quý vị có nghe được không? Dạ. Vậy thì rõ ràng một điều rằng cuộc sống của chúng ta là luôn luôn đuổi bắt. Chúng ta đi tìm về một nơi nào đó mà mình hoàn toàn ưng ý, một ai đó mà mình cảm thấy là hoàn hảo để sống chung. Và một chiếc xe mình xài cũng là tốt nhất, cái phone mình xài cũng là tốt nhất để mình thỏa mãn hoàn toàn. Nhưng mà nếu chúng ta nghiệm lại cho kỹ, những thứ mà mình chưa có mà mình nghĩ nó hoàn hảo, nó chỉ là ảo tưởng. Và những thứ mà mình có mà mình nghĩ nó là nhất rồi, thì thực sự nó chỉ mang tính tương đối. Mình nên hiểu như vậy. Chúng tôi không rõ là quý Phật tử có người nói nghe được, có người nói nghe đứt đoạn. Dạ thưa Phật tử, khi mà chúng tôi sống rừng với một số các vị thiền sư được, ở trong đó có ba vị mà chúng tôi được biết là Ngài Tăng Bu Lu, Ngài Ai Chân Cha và Ngài Châu Thích Cả. Thì các ngài đều đặc biệt nhấn mạnh đến một cái ý thức của hành giả. Là khi mình tu tập, mình phải đi ý cái gì mình truy cầu và cái gì mình thỏa mãn. Nếu mà mình không để ý điều đó, thì ngay cả một người mới nhìn có vẻ rất chuyên nghiệp đạo công đi nữa, nhưng mà cũng là người phản lại với chính sự tu tập của mình. Thí dụ như mình vô trong trường thiền,
ở trong thiền viện mà mình đòi hỏi cái sự thiền viện là phải cảnh như vậy, am thức nó phải như vậy, cái chỗ ngồi thiền nó phải như vậy, vân vân. Nhiều khi cái sự đòi hỏi của mình nó vượt ngoài cái mức độ tương đối đó. Nó sẽ làm cho mình khổ. Ngay cả một cái người mà không đòi hỏi ở ngoài nhiều mà đòi hỏi bản thân mình, mình phải thế này, mình phải thế kia, mình mới chịu á, thì đôi lúc cái điều đó nó chỉ làm cho mình khổ sở và khó khăn thêm. Ngài Thanh Sa, ngài kể câu chuyện là thời gian ngài đi Đồ Đà đó, có một lần ngài ghé một ngôi chùa của một vị thiền sư rất là nổi tiếng. Ngài này đã từng đi bộ từ Bồ Đề Đạo Tràng rồi trở về bằng chân không của ngài thôi. Đôi chân trần ngày ngày đi bộ để đi qua Miến Điện rồi qua tới Ấn Độ. Thứ vì thì Thanh Sa ngày vào chùa đó, ngài nghĩ rằng ngài sẽ có, xin lỗi quý vị có còn nghe không vậy? Có vị nào cho chúng tôi biết quý vị còn nghe không? Dạ. Thì ngài nghĩ rằng ngài vào trong trường thiền để ngài tu tập. Nhưng mà vào cái lúc đó thì có rất là nhiều chư tăng mới vào. Và thời đó thì thưa quý vị, chư tăng mà có một bộ y rất là khổ là phải lấy vải rồi cắt rồi mai rồi nhuộm. Nhưng mà những vị khác thì họ lại có vài vị họ không rành cái chuyện mà mai y đó. Thành ra ngài là người biết làm cái chuyện đó nên chi ngài được nhờ để mai y. Thì lúc vị thiền sư đi ngang chỗ cái nơi mà ngài đang mai y, thấy ngài đang làm việc một cách rất là nhanh, rất là vội vã, thì vị thiền sư ghé ngang, ngài mới hỏi rằng sao làm việc có vẻ hối hả vậy. Thì ngài nói rằng sắp tới giờ ngồi thiền rồi, ngài muốn làm cho nhanh để ngài về ngồi thiền buổi trưa ở trong cổng. Thì ngài thiền sư ngài mới nói rằng cái chánh niệm cũng có thể duy trì ở trong lúc mình đang làm việc đó. Ý ngài nói rằng mình nghĩ rằng ngồi thiền nó là một trạng thái rất là lý tưởng, và cái việc chấp tác, cái việc làm việc ở đây đó, nó làm việc mà mình muốn nhanh chóng để hoàn tất để mình đi qua việc khác. Thì cái vấn đề của mình đó là mình kỳ vọng là cái việc ngồi thiền của mình nó phải đạt đến mức độ rất là lý tưởng, là phải ngồi kiết già, phải lưng thẳng, rồi phải thế này, phải thế kia. Rồi có nhiều vị, thưa quý vị, chúng tôi không có biết được là tại sao chúng tôi hôm nay nói chuyện thì có những cái âm thanh cũng lạ lắm. Quý vị quan hệ cho chúng tôi rời máy, xong rồi chúng tôi sẽ trở lại. Rồi chúng tôi dạ quý vị nghe rõ hả? Tốt quá. Thưa quý vị, một ở trong những cái bí quyết sống của đời sống tu tập của mình là mình tự thỏa mãn, tự mãn nguyện với đời sống cá nhân của mình. Lấy ví dụ như là buổi sáng mình thức dậy có một ngày tương đối tốt, rất là đẹp trời, mình nên hoan hỷ.
những người ở xung quanh mình mà họ làm việc gì tuy rằng nhỏ nhưng mà rất là tốt đẹp, mình nên hoan hỷ. Và mình nên cảm kích cái gì mà mình có. Một bữa ăn hay là cái gì đó mình có, mình nên cảm kích. Và cái sự cảm kích đó, đó nó giúp cho chúng ta bớt đi cái sự đòi hỏi, bớt đi cái sự khao khát. Và như vậy tâm của chúng ta nó dễ an trụ hơn. Trong kinh Từ Bi có nói một điều rằng một người muốn tu tập tâm từ đó, thì nên biết sống tri túc. Có người mà mình sống mà đòi hỏi nhiều quá đó. Đòi hỏi cái gì cũng phải là the best, cái gì cũng phải là tốt nhất, cái gì cũng phải là cái hay nhất, cái gì độc đáo, thì từ từ người đâm ra nó khó tính. Và cái khó tính đó, nó lại biến trở thành một cái ngăn ngại trong đời sống tu tập của mình. Thật ra cái gì mà mình sống đó, dĩ nhiên là nó không có nên tệ quá, nhưng mà tương đối, nó tương đối là được rồi. Tương đối, cái chấp nhận sự tương đối đó, tính tri túc, tính thiểu dục, cái chữ thiểu dục ở đây, tính muốn có đòi hỏi đời sống tu tập nó khác với một cái đời sống không tu tập. Ở một điểm là đời sống không tu tập này, thì người ta không ngần ngại để làm cái gánh nặng cho người khác vì cái sự thỏa mãn của mình. Nhưng mà khi mình đã tu tập rồi đó, mình đặc biệt mình nên dễ nuôi, mình không làm phiền người khác, không đòi hỏi người khác. Trừ trường hợp cực chắn đã lắm, đặt chân hả miệng thì mình mới làm phiền những người khác. Nhưng mà tại sao phải đầy đọa người khác cho cái bằng cái vui hay không vui của mình? Có nhiều khi chúng ta thấy một điều là mình chỉ vì một cái ý muốn nhỏ thôi mà mình làm cho người khác phải khổ sở, nhất là mình có địa vị, có chức quyền, hay là mình có điều kiện mình làm cho người khác khổ sở. Có những người có cái bệnh như vậy. Cái bệnh muốn người khác chiều mình, muốn người khác thế này, muốn người khác thế kia. Cái đó nó càng nhiều, nó càng khó tu. Khó tu lắm. Mình sẽ rất là khó tu tập nếu mà mình lúc nào bắt người khác phải làm như ý của mình. Ở trong cuộc đời này không có một cái trường hợp nào mà gọi là hoàn hảo hết. Ở trong cuộc đời này nó luôn luôn có gọi là bất toàn. Nó có những điều, cái này nó không được, cái kia nó không được. Mình mong mỏi 10 mà nó được 5 á, là kể cũng may mắn của hoan hỷ rồi. Đừng đòi hỏi nhiều quá. Nhưng mà đặc biệt là một trong những bí quyết của sự tu tập đó là bằng lòng, là hoan hỷ, vui với cái mình có. Vui với cái mình có. Mình phải để ý một điều rằng có những người cha mẹ ở gần, cha mẹ thương mình bao nhiêu cũng thỏa mãn, bạn bè tốt mình bao nhiêu cũng không có thỏa mãn, lúc nào cũng than phiền, than phiền người này người này, than phiền người kia. Thật ra thưa quý vị, chúng ta không có sống trong thế giới hoàn hảo. Mà ví dụ như là buổi sáng mình thức dậy, mình vào đó có khi bao tối nó gặp trục trặc cũng có. Nhưng mà nó không nên là điều để mình bực bội. Thì phó thống cho chúng ta nhiều thứ, mình nên hoan hỷ. Cái chuyện đáng hoan hỷ, mình không hoan hỷ mà mình cứ than phiền thì trục trặc hoài mình phiền. Hay là những người họ, những người mình làm bị chung với nhau. Bây giờ mình không biết sao, nhưng mà quý vị thử nghĩ là quý Phật tử mỗi ngày cũng ráng vào rung rung để làm việc, rồi chư tăng cũng dành thì giờ để vào rung rung để hoan hỷ rồi. Đôi khi chưa tăng vào ít hay là nhiều, đôi khi các vị dặn rộng hay là hẹp thế này thế kia, nó không phải là điều để chúng ta bực bội. Và những người Phật nhiều khi cũng làm việc có nhiều khi nó sơ sót cái này, khi chậm chạp cái kia, nhưng mà nếu chúng ta cảm kích thì chúng ta có nhiều điều cảm kích. Và cái bệnh của thời đại ngày hôm nay là cái bệnh đòi hỏi quá nhiều. Chúng ta có nhiều phương tiện, chúng ta có thể đi xa, có thể này kia rồi. Đời sống mình cứ đòi hỏi hết cái, đòi hỏi cái kia. Mình đòi hỏi nhiều quá để làm gì, để khổ cho những người xung quanh mình. Thật tình mà nói đó, chúng ta rất là dễ
để gây bao nhiêu cái hệ lụy, cái phiền khổ cho người thân của mình. Mình nhân danh cái này, nhân danh cái kia. Khi mà mình bắt đầu vào tu tập rồi, thì một trong những điểm đầu tiên là mong rằng mình có thể mang lại niềm an lạc cho cuộc đời. Mong rằng mình bớt đi làm cái gánh nặng cho cuộc đời. Cái đó là quan hệ. Mình sống mà mình cứ làm cái nặng cho cuộc đời, nó phiền lắm thưa quý vị. Bây giờ thì chúng tôi xin trở lại với Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính không biết có còn trước máy và có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính hoan hỷ. Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tính à, hôm nay người ta có một cái phong trào họ khuyên là mình bớt tiêu thụ lại. Mình tiêu thụ quá nhiều. Ví dụ như là do tiêu thụ quá nhiều, mình đã quăng ra ngoài quá nhiều những cái chai plastic. Đó là ô nhiễm môi sinh. Mình tiêu thụ quá nhiều á, nên mình phá rừng để lấy cây làm giấy chẳng hạn. Thì người ta đang kêu gọi một thế giới gọi là tiêu thụ có trách nhiệm. Tiêu thụ vừa phải. Làm sao để tái chế những cái vật dụng mình xài, bớt cái phá hủy cái môi trường. Thì nó như một phong trào mang tính xã hội. Nhưng mà để đi có tính nghĩ điều đó ảnh hưởng tới đời sống tâm linh như thế nào, cái tình để được tính. Nam Mô Bụt Thà Gia. Không biết quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi. Dạ, cảm ơn quý vị. Còn một lần nữa xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng làm cho chúng tôi nhớ có một lần đó thì chúng tôi ngồi chúng tôi suy nghiệm rằng là tại sao mà Đức Phật Ngài không có cho các vị tỳ kheo chặt cây nha. Thì mình biết rằng là cái điều đó là nó cũng có xuất phát ở trong lực. Thì do một cái vị tỳ kheo đã đốn cây về để mà cất cái liêu cốc của mình, và đã làm trúng vào tay của một cái vị chư thiên, con của một cái vị chư thiên. Thành ra lúc đó bà cái vị chư thiên nữ này để mà đi đến để mà bán vốn cho Đức Phật. Thì từ đó trở đi đó thì mới có cái điều học là không có được chặt cây. Nhưng mà qua cái điều đó rồi á, thì quý vị biết rằng chúng tôi suy nghĩ rằng nếu mà Đức Phật ngày xưa mà không có cấm chặt cây á, thì bây giờ một cái vị sư mà cứ chặt 10 cái cây, rồi biết bao nhiêu vị tu sĩ cũng chặt như vậy, rồi cả người đời người ta cũng chặt những cái cây đó như vậy, thì chúng tôi nghĩ rằng là chắc ở trên quả địa cầu này đó, thì sẽ không còn cây để mà nó mọc ở trên cái mặt đất này. Nói cái người đời thôi mà người ta đã chặt hết cái người đời mà người ta đã phá cây, phá rừng rất là nhiều rồi, mà cộng thêm những vị tu sĩ mà chặt rồi để sử dụng để phá nữa, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái quả địa cầu này nó sẽ rất là mau hết cây. Thì đối với người đời thì người ta chặt, nhưng mà đối với những vị tu sĩ thì không có chặt cây, thì nó cũng còn lại được một phần, cũng như là giữ lại được một chút đỉnh, dù cho ít, nhưng mà cũng gọi là còn cái cây. Thì trở lại với cái câu thảo luận số 3 mà Thượng Tọa Nhất Đẳng đã nêu ra đó, những cái cổ động mà giảm bớt tiêu thụ hôm nay có ảnh hưởng gì với đời sống nội tâm, thì có ảnh hưởng nhiều lắm quý vị, ảnh hưởng nhiều lắm. Thí dụ như ở trong đời sống hôm nay đó, cái gì mà chúng ta giảm thiểu lại được thì nó tốt.
Rồi cái gì mà chúng ta giảm thiểu rồi thì nó sẽ đem lại cái ích lợi rất là nhiều cho cộng đồng hoặc là cho những người đang sống ở trong cái thời đại này. Thật sự ra đó thì quý vị thấy rằng là do cái nhu cầu đòi hỏi của chúng ta quá nhiều, thành ra đó cái sự sản xuất nó phải tăng lên. Mà cái sự sản xuất nó tăng lên đó thì có nhiều khi cái mùa màng hoặc là những cái đồ người ta trồng trọt mà nó không có kịp. Thí dụ như quý vị thấy rằng ngày nay thì thật sự ra chúng tôi thấy cái cây có đôi khi mình coi ở trong internet, mình coi ở trong đài rồi này kia, mình nghe tin tức khi mà đi ở trên xe đó, mình thấy người ta chiếu những cái trái táo, những cái trái bom, những cái trái cây, mình nhìn rất là ngon, mình cảm thấy rất là thèm. Nhưng mà khi mà mình nhớ lại đó, những cái cây mà để chân cúng ở trong chùa đó, thì chỉ có 1-2 ngày sau thôi thì mình đã thấy úng rồi, nó úng rồi. Rồi mình mở ra xem thì mình thấy rõ ràng là có một cái chỗ nào đó người ta đã tiêm thuốc vào. Ngay cả những cái loại chuối là loại chuối rẻ tiền, quý vị biết rằng chuối bên Việt Nam của chúng ta, xứ sở chúng ta đang ở đó, thì đối với chuối thì cũng không có mất tiền bao nhiêu. Nhưng mà ở trong cái ngày hôm nay đó, người ta cũng nhúng những cái loại thuốc, hoặc là đối với mít, những cái quả mít nó không có mất tiền nhiều hết, nhưng mà người ta cũng nhúng những cái loại thuốc vào để cho nó mau chín. Và khi mà nó chín rồi thì để sẽ được lâu. Hoặc là cũng như ở trong những năm gần đây đó, thì chúng tôi cũng không có còn được ăn sầu riêng. Là tại sao? Tại vì hầu như là người ta đều dùng cái thuốc của Trung Quốc, người ta dùng cái thuốc của Trung Quốc làm cho cái trái sầu riêng đó, khi mà mình tách ra nó rất là vàng và nó rất là mềm, nhưng mà nó không có mùi thơm, không có mùi thơm nào hết. Cái chỗ này là chúng ta phân biệt, chúng ta biết rằng là những cái trái cây này được nhúng từ những cái hóa chất. Thì trở lại với câu hỏi đó, chúng tôi muốn nêu ra những cái điều này là tại sao. Tại vì cái mức tiêu thụ của những người ta không có cái sự mà người ta không có cái sự mà ngăn lại, ngừng lại đó, thì cái nhu cầu mà nó đòi hỏi nó càng nhiều, thì càng nhiều thì người ta chưa có sản xuất kịp, thì người ta phải tìm cái cách nào đó vì cái lợi nhuận, người ta tìm cái cách nào đó để mà người ta làm cho nó có nhanh. Cũng như chúng tôi thấy thật sự ra đó, chúng tôi thấy cũng như ở bên Việt Nam đó, những cái người mà người ta có chức có quyền hoặc là những người người ta giàu có đó, thì quý vị biết rằng những cái chai rượu ngoại nó rất là mất tiền. Mà người ta có người thì phải mua biếu tặng, có người thì người ta mua người ta uống. Nhưng mà thật sự ra quý vị biết rằng nhiều khi ở trên thế giới người ta thống kê lại là toàn là đồ giả không quý vị, toàn là đồ giả không. Có nghĩa là có nhiều khi ở bên những cái đài ở bên Mỹ người ta cũng nói là người ta không có nhập những cái loại rượu về Việt Nam. Thì những người trong nước thì người ta tá hỏa ra là ở bên nước ngoài người ta đã khẳng định là người ta không nhập, mà ở đây là mình toàn là xài những cái chai rượu của Mỹ hoặc là của Anh không. Thì là quý vị thấy rằng là đồ giả rất là nhiều. Nhưng mà tại sao? Tại vì do cái nhu cầu. Có khi mà họ chạy theo thời trang, có khi họ chạy theo cái xu hướng bây giờ. Thành ra đó, ai cũng vậy, hãy mà cứ tới những cái dịp mà lễ hoặc là có những cái công việc gì đó thì người ta dùng những cái loại rượu để người ta biếu vân vân. Thành ra đó không có cái sự truy túc ở trong đó. Rồi những người ta thừa cơ để mà người ta tìm cái lợi nhuận thì người ta sẽ xen vào đó. Thành ra con người của chúng ta đó thì thật sự ra đó, nếu mà chúng ta mà có cái tâm mà giảm bớt những cái sự tiêu thụ đó, thì nó sẽ
ảnh hưởng rất là lớn ở trong cái đời sống. Chúng tôi có vài cái người bạn mà bây giờ thì những người bạn đó là những cái người Phật tử. Chúng tôi phiên họ cũng rất là nhiều, thay vì một ngày uống 6-7 lon bia. Nhưng mà bây giờ khi mà mình biết đạo rồi, tuy rằng là do mình lao động mệt và mình có cái khả năng để mà mình tiêu xài, thì bây giờ mình cũng tiêu xài, nhưng mà chúng ta sẽ tiêu xài ít lại. Có nghĩa là một trước kia chưa biết đạo á, thì mình uống một ngày tới 6 lon. Nhưng mà tối á, thì bây giờ thì mình biết đạo rồi, có thể mình giảm bớt. Mình giảm bớt á, một ngày mình uống 3 lon thôi, thì mình để dành lại 3 lon đó để một tháng hoặc là 3 tháng hoặc là một năm là chúng ta đi đến chùa chúng ta cúng dường một lần. Hoặc là nếu mà chúng ta không có đi đến chùa chúng ta cúng dường á, thì chúng ta để dành một ngày một ít như vậy, đến 6 tháng hoặc là đến một năm, đến một kỳ nghỉ hè, có thể là sẽ dẫn vợ và con, gia đình vân vân đi ra ngoài biển để ăn hoặc là để nghỉ ngơi hoặc là để hưởng cái gió biển vân vân, thì mình cũng có cái sự thay đổi. Có những cái quan điểm đó thì nó sẽ rất là tốt, vì nó làm cho cái đầu óc mình sẽ mở mang kiến thức, và sau những ngày lao động mệt mỏi thì mình cũng có những cái thời gian để mà mình nghỉ ngơi vân vân. Thì chúng tôi muốn nói ra những cái điều này thì quý vị thấy rằng một người mà chúng ta giảm bớt cái tiêu thụ thì trước tiên là có cái lợi ích, nó ảnh hưởng rất là nhiều, ảnh cái đời, cái lợi ích ngay trong cái thân của mình và ở trong cái một cái gia đình nhỏ của mình. Và nếu mà chúng ta khéo để mà chúng ta giảm nữa thì nó sẽ đem lại cái lợi ích rộng mà cho tất cả mọi người, từ ở gần cho đến ở xa. Đó là cái lợi ích khi mà mình giảm bớt cái sự tiêu thụ như ở trong cái thế giới ngày nay. Đó là những ý chúng tôi xin được chia sẻ qua câu thảo luận số 3. Bây giờ thì con kính bạch Thượng Tọa Nhất Đẳng, con thỉnh Thượng Tọa hoàn hỷ trở lại. Sao thưa quý trường đại đức Phật tử, thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua câu thảo luận số 4. Bởi vì hôm nay chỉ có chúng tôi là đại đức Phật tử ở trong room, do đó chúng tôi cố gắng để có những cái thảo luận thay phiên với nhau. Nếu chưa bị giám thị nào vào thì chúng ta có thể có một câu trắc nghiệm. Dĩ nhiên là chúng ta biết rằng đa phần là tất cả chúng ta đều có cái bệnh là muốn cái này muốn cái kia, đòi hỏi rất nhiều. Chúng ta chưa có diệt trừ phiền não, nhưng mà có cách nào để chúng ta giảm thiểu điều đó hay không với người tu tập? Thì thưa quý vị, chúng tôi lấy một kinh nghiệm khi mà sống gần với những người khác, nhất là các vị tôn túc. Khi về đây hỏi các ngài thì các ngài cũng có chia sẻ. Một vài điều sau đây mà tôi đề nghị đó, dĩ nhiên là phải là để áp dụng hết cho mọi người. Nó có người này cảm thấy nó lợi điều này, có những lợi điều kia, nhưng mà nó cũng là điều để chúng ta suy nghĩ. Thứ nhất là chúng ta có được cái tôn trọng. Tức là chúng ta có quan tâm, tôn trọng đến những người họ đang lo cho mình. Lấy ví dụ là chúng tôi là nhà sư ở chùa, thì quý Phật tử lui tới mang đồ ăn đủ. Nếu mà chúng tôi ngồi nghĩ rằng những người đó họ có bổn phận cho phải lo cho mình, họ phải làm tốt cho mình, thì thưa quý vị, cái ý tưởng đó là ý tưởng rất là nông nổi. Bộ ý tưởng tốt nhất mà Đức Phật dạy đó là mình nên cảm kích. Nên cảm kích những người đó. Thế mình nghĩ rằng các vị đó không phải là cha, là mẹ,
là bà con quý hùng, các vị đến các vị lo cho mình bữa cơm, thì cảm thích điều đó. Nhưng mà cũng có trường hợp như vậy là quý Phật tử ở nhà, ở bên Mỹ hay có cái trường hợp là cha mẹ ở nhà nấu cơm cho con đi làm về, ai cũng có nhu cầu hết. Nhưng vì có nhiều khi cha mẹ già cả lớn tuổi, mà có những ngôi nhà mà con cái đi về đồ ăn không ngon, là khổ cha mẹ. Mình hồi còn nhỏ mà mình là khổ cha mẹ đã thành rồi. Mình lớn lên làm cho cha mẹ phải cực khổ vì mình. Ăn cái này không ngon, phải lấy thêm cái này, phải làm cái kia. Rất là tội nghiệp. Từ khi là bà mẹ rất là muốn làm cái đó cho mình thì không nói. Nhưng mà mình nghĩ đến chuyện là vì một cái lạc thú của mình mà đầy loại cha mẹ đó, cái đó mình tránh. Cái đó thực sự mình tránh là tốt. Thứ vì một điểm khác mà chúng tôi thấy được đó là có những người bình thường họ đòi hỏi rất nhiều. Nhưng mà sau khi đi một chuyến đi sang những nơi mà nghèo khổ, như là đi Ấn Độ chẳng hạn. Ấn Độ có những người họ nghèo lắm thưa quý vị. Đi một chuyến xong cái tự nhiên về thấy rằng mình đòi hỏi hơi quá. Ở đây mình có đủ thứ hết. Nhưng mà mình lại tiếp tục đòi hỏi. Và hầu như sự đòi hỏi mình nó vô cùng vô tận. Cái đó nó cũng là một cách giảm thiểu sự đòi hỏi của mình. Tức là mình đi tiếp xúc với những người đói kém, với những người nghèo khổ. Và bằng cái sự cảm nhận, bằng sự trắc ẩn, nó cũng giúp cho mình giảm bớt đi cái sự đòi hỏi. Và người ta cũng người ta cũng có một cái kinh nghiệm này cũng giúp cho chúng ta bớt đi sự đòi hỏi. Có cái chữ mà ngày nay mà người ta xài, mà trước kia chúng ta ở Việt Nam không có nghe xài, bây giờ là đi phượt. Đi phượt tức là đi du lịch mà kiểu mà có thời gian gọi là đi kiểu Tây Ba Lô. Đi phượt tức là mình đi du lịch mà mình đi ở trong một cái hành lý nó gọn nhất, và mình tự túc tự lo nhiều. Thì lúc đó mình mới hiểu một điều rằng hãy mình muốn càng nhiều thì ba lô mình càng nặng. Do đó mình nên khéo xài. Khéo xài nữa là đa dụng đó. Chúng tôi nhớ hồi đi Đầu Đà thì đi sang đó, sang chùa thì ở chùa họ cho mỗi người một ca. Cái ca đó là cái ca đa dụng thứ gì. Lên ăn cơm á, thì dùng cái ca để đựng canh. Tại vì ăn trong bình bát phải có cái gì để đựng canh. Và đi tắm á, thì cái ca để bút nước, ra suối tắm á, cái ca để bút nước. Và cái ca đó dùng để nấu nước sôi khi cần cũng được. Và đôi khi mình đi đường xa đó, trời mưa đó, cái ca đó là mình dùng để mình cất những thứ như là thuốc hay gì đó để nước nó không có vào. Và những cái vật mình xài càng đa dụng thì nó càng ít chiếm chỗ, tại vì mình không có mang lên kính nhiều thứ. Và một cái ca nó làm cho mình bằng lòng. Mình ở nhà mình có nhiều chỗ ở, nhiều phòng bóng mà hay mua này mua kia để làm. Nhưng một khi mà mình đi xa, đi vào trong rừng, thì mình biết rằng cái gì mà mình nên có nó chỉ vừa đủ mình mang trên vai thôi, mà nó càng nặng thì càng mệt. Đi như vậy đó, nó bắt buộc chúng ta phải đặt lại vấn đề là cái gì mà thật sự là nhu yếu trong đời sống, cái gì thật sự là nhu cầu của đời sống. Cái nhu cầu của chúng ta không có nhiều, nhưng mà chúng ta lễ mễ là tại vì chúng ta muốn nhiều thứ quá. Chúng ta muốn nhiều thứ, thật ra khi mà mình sống đơn giản lại đó, sống đơn giản, sống vừa đủ đó, nó được thực tập bằng cách là mình chịu khó mình đi. Đó thế giới mình chỉ có chừng đó thôi. Và nếu mà mình chịu khó, mình bén khéo, người ta gọi là khéo ăn thì no, khéo co thì ẩm, thì chúng ta có thể sống sót được. Khi chúng tôi ở Ubonrachathini, cái vùng đất đó nó ngang ngang với miền Bắc của Việt Nam, nó ở Thái Lan nhưng ngang miền Bắc mình đó, trời nó hơi lạnh thưa quý vị. Buổi tối ở trong rừng đó, nếu mà đi mà mang cái túi ngủ
ta mang mền thì đâu có mang nổi, nó to lắm. Cái mền cồng kềnh nhà sư đâu có đi mang cái mền như vậy. Và các vị họ dạy mình là để giữ ấm người đó, thì mình có một cái mũ bằng len, tức là cái đồ trùm đầu à, giữ cái đầu cho ấm, giữ cái chân cho ấm, và cái y thân và lê á, xếp lại làm tư, đắp từng cổ cho ấm xuống tới hạ bộ lắm được rồi. Buổi tối hãy cái bàn chân ấm đồ đắm y thân và lê, thì như vậy là có thể sống sót được. Mà thật sự là mình có thể giữ ấm được với những đồ mà mình có. Bình thường ở nhà thì y tăng và lê dùng để làm lễ thôi, nhưng mà ra tới thì y tăng về làm cái mệt. Nhưng mà khi mà mình sống như vậy, mình sẽ trở thành một cái, có cái ý thức là cái gì là cái nhu cầu, và cái gì là cái nhu cầu thật sự của mình. Và thưa quý vị, nó còn có một số những cái thực hành khác mà đôi khi mà mình sống mình cảm nhận được mình thấy hạnh phúc. Nếu người ta cần 10 món để họ cảm thấy vui đó, thì mình thử mình giảm bớt là bây giờ mình tập mình sống lại còn 8 món thôi, thì mình có vui không? 8 món xong rồi mình rút lại, mình còn khoảng chừng 5 món, 4 món. Điều đó mình cảm thấy hạnh phúc hay không? Trong đời sống mình cắt giảm cái nhu cầu, nhưng mà cắt giảm xuống để coi trong sự cắt giảm đó, nó có làm cho mình giữ được sự an lạc mức độ nào. Cái cách đó nó cũng là cách mà mình giảm thiểu sự đòi hỏi. Và Đức Phật Ngài dạy ở trong bài kinh này là từ cái chỗ người ta muốn nhiều á, chúng ta đâm ra tham lam vô độ. Từ chỗ tham muốn nhiều, chúng ta đâm ra dễ phiền não. Từ cái chỗ ham muốn nhiều, chúng ta trở nên người khó tính. Và khi giảm thiểu những điều đó thì mình cảm thấy nhận được cái sự nhẹ nhàng ở trong đời sống. Đời sống mình nó an lạc. Và cái sự an lạc đó rất là khó diễn tả. Ví dụ như một người mà họ phải có một chiếc xe mới rất là tốt, họ mới vui. Thật là vui, trong khi đó mình có buổi sáng rất là nhẹ nhàng ra bên ngoài, mở cửa ra, thấy trời đẹp, thấy hoan hỷ. Mình phải để ý thấy rằng đòi hỏi mình càng cao thì mình càng khó chịu, và mình tự mình làm khổ mình. Cái người khác làm khổ mình không nói, nhưng mà tự mình làm khổ mình đó, thì là điều rất là đáng thương. Và do vì trong cuộc sống tu tập đó là một cái cuộc trắc nghiệm đối với bản thân của mình thôi. Cái vui, cái khổ, cái nhẹ nhàng, cái nặng nề, cái dính mắc và cái xả ly, vân vân, tất cả những điều đó, đó là một kinh nghiệm sống. Và nếu mình đem những thứ đó vào trong đời sống của chính mình hàng ngày, mình nhai đi nhai lại, mình chiêm nghiệm, mình tiêu hóa đó, thì mình sẽ thấy rằng nó có rất nhiều điều lợi ích. Pháp của Đức Phật dạy có một yếu tính, đó là thiết thực hiện tại. Sanditiko, thiết thực hiện tại. Tại sao gọi thiết thực hiện tại? Là vì mình thực hành mình cảm thấy an lạc. Mà khi mình thực hành mình cảm thấy an lạc đó, thì chúng ta mới thấy nếm được cái hương vị của Pháp. Và thưa quý vị, thì đó là một vài điều trước khi chia sẻ trong câu thảo luận số 4. Bây giờ thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tính, không biết Đại Đức Pháp Tính có mặt trước máy không? Hôm nay nó cũng là ngày đặc biệt, lâu lâu chưa tăng vắng mặt, chỉ có chú tôi và Đại Đức Pháp Tính thôi, thưa quý vị. Xin hỏi Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Tính ở trong sớ giải của bài kinh ngày hôm nay đó, nó là cái bậc mà tự mình thỏa mãn được, tức là bậc độc giác,
bậc thinh văn giác, độc giác, còn giác, và chư Phật, những vị giải thoát. Tại sao những vị hoàn toàn giải thoát được xem là tự mình thỏa mãn cái tính ý chí của đại đức Phật tử? Nam mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa mà xin thành kính đảnh lễ đến Chư Tổ Nhất Đẳng cùng Chư Tổ Nhất Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Tiếp theo là câu thảo luận số 5. Ở trong cái câu thảo luận này đã nêu ra là tại sao những cái bậc toàn giác, những cái bậc hoàn toàn giải thoát được xem là tự mình thỏa mãn. Thì kính thưa quý vị, thường thường là đối với chúng sanh phàm phu, khi mà chúng ta chưa có giải thoát được tham sân si, thì chúng ta có cái sự cảm nhận như mình lúc nào cũng bị thiếu thốn cái điều này điều kia, nên mình không có được cái sự giải thoát. Bây giờ chúng tôi cũng như chúng tôi đơn cử một cái trường hợp có rất là nhiều người ta hỏi đối với Phật Danh Thủy, Phật giáo Nam truyền thì có cái điều học là không ăn 6 giờ, có nghĩa là qua 12 giờ không ăn thì người ta ngồi người ta tính rằng là trưa cho đến 6 giờ sáng mai, một cái thời gian rất là dài, 18 tiếng đồng hồ, thì làm sao mà chúng ta nhịn đói được? Làm sao cái mà nhịn đói được? Thì một người mà khi mà nghe đó, nói đến cái điều này á, người ta bị đói bụng hoặc là người ta chịu không nổi, vân vân. Thì lúc đó chúng tôi mới nói rằng là ở trong cái cuộc đời của mình á, tại sao có những lúc mình giận chồng hoặc là mình giận vợ hoặc là giận cha hoặc là giận mẹ, hoặc là có khi cha mẹ giận con cái, giận hờn rồi cũng bỏ ăn. Có người người ta bỏ ăn cả 2-3 ngày mà người ta cũng đâu có chết. Thì người ta lúc đó người ta nghe chúng tôi đưa ra cái thí dụ đó thì người ta kiểm lại ở trong đời sống người ta, phải nói rằng là thật sự là có những lúc người ta giận như vậy nhưng mà người ta đâu có chết đó. Thì quý vị thấy rằng thường thường á là cái con người của chúng ta đó, là khi mà chúng ta chưa có hiểu được hoặc là chúng ta chưa có giải thoát được những cái phiền não, thành ra chúng ta cứ sợ cái điều này điều kia. Ngay cả đối với cái sự tu tập bình thường thôi, chúng ta chưa có hiểu được những cái thức ăn nó sẽ nuôi cái cơ thể mình như thế nào, và chúng ta chưa hiểu được là do cái cơ thể của mình nó thiếu, hay là cái tâm của mình nó muốn, nó còn bị cái sự tham muốn về những cái thức ăn đó. Thành ra chúng ta mới cảm thấy chúng ta cứ sợ riết, chúng ta cứ cảm thấy chúng ta sợ riết. Nhưng mà khi nào mà chúng ta đã hiểu được cái điều đó rồi thì tự nhiên là chúng ta sẽ thực hiện được một cách rất là dễ dàng. Một cách rất là dễ dàng quý vị. Thì đây là một cái điều nó nhỏ, đây là một cái chuyện nhỏ về cái đối với cái sự mà ăn phi thờ. Đây là một cái chuyện nhỏ, nhưng mà một cái chuyện nhỏ này nếu mà mình hiểu được và mình thực hiện được, chu toàn được cái điều này, thì đối với một bậc mà hoàn toàn giải thoát rồi, thì cái tự mình thỏa mãn cho mình là một cái điều quá tầm thường, rồi. Thành ra đó, ở trong cái câu thảo luận này, chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái bậc hoàn toàn giải thoát rồi đó, thì các ngài thỏa mãn với những gì mà các ngài có là một cái điều phải nói rằng là tự nhiên, một cái điều tự nhiên. Mà tự nhiên này là do cái năng lực của các ngài. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với Đức Phật của chúng ta,
một lần đó đi vào thành để mà khất thực, thì lúc đó ma vương đã ngăn cản, che cái tâm của dân chúng lại, không cho người ta để bát cúng dường cho Đức Phật. Thì lúc đó quý vị thấy rằng Đức Phật ngài đã đọc lên cái câu kệ: quá duyên phận sự phải hành, không vật thực tâm lành vẫn vui, pháp hỷ thiền định có rồi, luôn luôn an lạc như trời phạm thiên. Thì quý vị thấy rằng đối với các ngài có rất là nhiều cái pháp, quý vị, các ngài có rất nhiều cái pháp. Nếu mà không có cái sự cúng dường của những người ở trong cái xứ đó hoặc là những cái người cư sĩ, thì các ngài cũng có cái an vui của thiền định, cái hỷ lạc của thiền định, thành ra không có làm cho các ngài phải có cái sự mà đói hoặc là có cái sự mà ham muốn đó. Rồi hoặc là quý vị thấy rằng đối với ngài Lô Sát Cá đi, quý vị thấy rằng ngài Lô Sát Cá đó là từ lúc mà sanh ra ở đời cho đến cái ngày cuối cùng viên tịch Niết Bàn á, thì hầu như là cái lúc mà viên tịch Niết Bàn là cái bữa ăn cuối cùng mà nó hơi thịnh soạn tí xíu là nhờ cái oai lực của ngài Sariputta. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi nói lên cái điều này á, thì quý vị thấy rằng lúc đó đó đối với ngài Lô Sát Cá đó, ngài cũng không có gì không có gì phải khóc than hoặc là không có gì phải khổ sở. Là do đâu quý vị? Là do các ngài là một cái bậc trí, các ngài đã hiểu được những cái vận hành của pháp, hiểu được cái nhân quả nghiệp báo, thành ra các ngài vẫn có cái sự mà thỏa mãn, vẫn có một cái sự mà bình thường nữa quý vị. Thành ra đó, ở đây thì đối với chúng tôi đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là đối với một cái bậc mà hoàn toàn giải thoát rồi đó, thì các ngài xem đối với các ngài là cái bậc mà tự mình thỏa mãn, là vì các ngài thấu triệt được tất cả các pháp, ngài biết được cái sự vận hành của các pháp. Thành ra lúc đó đó ngày các ngày không có cái gì phải phiền muộn. Thì đối với phiền não là đã được đoạn trừ rồi. Rồi hơn nữa đối với cái trí của các ngày đã thay thế được hết tất cả các hoàn cảnh. Vì vậy mà các ngày tự mình thỏa mãn được những cái hoàn cảnh của các ngày đang có. Thì đây là những ý con xin được thảo luận qua cái câu hỏi của Thượng Tọa. Nếu còn vài phút nữa, nếu ở trong cái câu này có nhiều cái ý hơn nữa, thì con thỉnh Thượng Tọa và Quan Hỷ bổ túc giùm chúng con. Bây giờ con thỉnh Thượng Tọa. Sao thủ kinh trình Pháp Tính. Thưa quý vị, mặc dù đề tài dễ thỏa mãn và khó thỏa mãn rất là quen thuộc, nhưng mà lại đối với mong là chúng ta sẽ dành nhiều thời giờ để chiêm nghiệm, để ý nghĩa này. Từ đó chúng ta dần dà cải thiện được cuộc sống. Chúng ta nhớ một điều rằng Đức Phật dạy cha mẹ và bà con, không ai có thể làm cho mỗi chúng ta được tốt hơn trừ khi chúng ta an trú vào trong chánh pháp chánh hạnh. Chính cái sự an trú của chúng ta vào trong thiện pháp và trong chánh pháp thay đổi được đời sống của chúng ta, thì tự mình mới cứu lấy chính mình. Và đề tài nói về sự thỏa mãn và khó thỏa mãn là điều mà chúng ta sẽ thấy được có liên hệ mật thiết với sự tu tập của mỗi người. Xin trên đại đức Pháp Tính và quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ trở lại với một đề tài về đệ tử Phật mà chúng tôi sẽ là vị thuyết giảng cho chương trình ngày mai. Kính mời lấy chư công đức, xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.